Chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Cả nhà ơi, thì hôm nay Tâm Tâm đang đi trên đường Nguyễn Văn Linh. Và vừa rồi thì mình mới vừa chạy qua ngã tư giao giữa Nguyễn Văn Linh và đường 3 tháng 2. Bây giờ thì mình đang chạy trên đường Nguyễn Văn Linh ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tới một khu dân cư rất là nổi tiếng ở Cần Thơ. Và khu này thì toàn là nhà đẹp thôi. Đó, thì mình sẽ đi tới khu dân cư 91B. Bây giờ thì mẹ Quê đang quay qua một bên để cả nhà có thể nhìn thấy cảnh buổi chiều buôn bán ở trên con đường Nguyễn Văn Linh ở Cần Thơ ha. Đây, mời mọi người cùng ngắm nhìn nha. Đây là một trong những con đường đông đúc ở Cần Thơ, đặc biệt đó là vào buổi sáng 7 giờ, trưa 11 giờ và chiều 5 giờ tan tầm ha. Thì bây giờ mình đang chạy ngang bến xe cũ. Hồi xưa giờ thì người dân ở đây quen gọi là bến xe 91B. Ở đường Nguyễn Văn Linh thì người ta gọi là bến xe 91B, còn ở ngoài cái răng thì gọi là bến xe mới ha. Thì tới đây mình chạy tới chợ Hưng Lợi. Và ngôi chợ này thì cũng khá là lâu rồi, lâu năm rồi. Và buôn bán cũng rất là tấp nập, đông đúc luôn. Và nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà buổi chiều bà con hay ghé đây mua, ngồi trên xe mua đồ đó, hoặc là buổi sáng á. Cho nên là cũng thường có bị kẹt xe ở khúc này. Nhưng mà hiện tại thì rất là đỡ rồi. Các chú bảo vệ á thì sắp xếp mà chỗ cho mình đậu xe, và có bãi giữ xe nữa, cho nên nó là đã đỡ hơn trước rất là nhiều. Trên đường Nguyễn Văn Linh thì hiện tại là buôn bán rất là tấp nập, đông đúc và lúc nào cũng đông vui hết. Con đường này ngày xưa thì không có được bằng phẳng như thế này. Cách đây vài năm thì được nâng cấp và mở rộng như thế này. Lúc trước thì hẹp hơn. Đó. Và bây giờ thì mình chạy trên đường này rất là mượt luôn. Tới ngã tư đằng trước là sẽ là đường giao giữa hai khu dân cư đối diện nhau luôn, với lại đường Nguyễn Văn Linh. Bên tay phải của chúng ta hiện tại là khu dân cư dành cho cán bộ công nhân viên của Đại học Cần Thơ. Còn phía bên tay trái mình sẽ quẹo qua đó là khu dân cư 91B. Tới ngã này thì lúc nào cũng đông đúc hết. Đó. Mình sẽ đợi một xíu để qua đường ha. Thì vẫn còn là ngày nghỉ lễ, cho nên là mọi người sẽ không thấy được toàn bộ sự đông đúc của xe cộ ở trên đường Nguyễn Văn Linh. Nhưng mà cả nhà cũng có thể thấy được một phần, đó là mình quẹo vào trong khu dân cư 91B này. Khi mà mình quẹo tay trái đó thì mình đợi rất là lâu, đúng không? Và cả một bên này thì xe đậu đợi đèn đỏ cũng rất là đông nữa. Bây giờ thì mình đã an toàn chạy vào khu dân cư 91B rồi ha. Tiếp tục thì bà mẹ Quê, cameraman chân chính của chúng ta sẽ quay cho mọi người xem những ngôi nhà, rồi những hàng cây, những hàng quán ở trong đây rất là đông đúc luôn. Và nếu là đặc biệt mình đi buổi sáng thì khu này sẽ rất là tấp nập, rất đông vui. Thì Tâm Tâm sẽ chạy trên con đường trục chính của khu này trước. Đường này thì gọi là đường Nguyễn Hiền. Đường này thì khá là đẹp, và hôm trước á, Tâm Tâm chụp một tấm ảnh ở đây và đố cả nhà xem là nơi Tâm Tâm chụp trong ảnh là nơi nào. Thì các cô chú anh chị, có một số người thì nói là ở đường Nguyễn Trãi, tại vì nhìn hàng cây hai bên thì khá là giống. Và có một anh khán giả cũng trả lời chính xác, đó là khu dân cư 91B Cần Thơ. Đó, bây giờ thì mình sẽ quẹo vào một con đường bất kỳ để mọi người xem ở trong đây nhà cửa như thế nào ha. Tâm Tâm quẹo vào từ đường Nguyễn Hiền, mình quẹo vào đường B22. Trong đây thì khá là nhiều đường luôn. Khi mà mình nhìn trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy trong đây là chi chít những con đường nhỏ như thế này. Và nhà cửa thì mình thấy là đã lấp đầy hết rồi ha. Không giống như những cái khu mà mình đã từng quay,
là còn nhiều đất trống, thì khu dân cư 91B này với lợi thế là mình nằm gần trung tâm hơn so với những khu kia, và giao thông thuận lợi nè, thuận tiện, gần bến xe cũ nè, rồi các siêu thị nữa, cho nên là khu này rất là đắt giá và nhà cửa thì đã được lấp đầy hết rồi. Vì theo như thông tin mà Tâm Tâm biết á, thì khu dân cư 91B có mặt ở Cần Thơ từ khá là lâu rồi, từ những năm đầu những năm 2000 cho tới bây giờ á, có thể là còn trước đó nữa. Thì cô chú anh chị nào có những thông tin đầy đủ, chi tiết và chính xác hơn thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới, hãy giúp cho Tâm Tâm cũng như là tất cả mọi người xem video có được những thông tin quý giá này. Vừa rồi thì mẹ quê vừa mới quay cho chúng ta xem một cái khu chung cư rất là cũ rồi của khu dân cư 91B này ha, xây dựng nằm trong khu dân cư 91B luôn. Bây giờ thì mình đang tìm một con đường để quẹo ra, tại vì Tâm Tâm ở Cần Thơ nhưng mà rất là ít khi mình đi vào trong khu dân cư như thế này. Đôi khi mình đi vào nhưng mà mình có địa chỉ nhà cụ thể chính xác á, thì mình đi tới ngôi nhà đó thôi, chứ thật sự thì cũng chưa bao giờ đi giáp cả một cái khu dân cư. Đi giáp cả khu dân cư mình nghĩ là chắc cũng mất thời gian cũng khá là lâu á, tại vì mỗi khu á, thì tùy theo từng khu là có nhiều hay ít đường ha. Còn khu 91B này mình thấy là những con đường ở đây chi chít luôn, tại vì tổng diện tích của toàn khu á, là lên tới là hơn 52 hecta lận, cho nên là rất là rộng lớn luôn đó mọi người. Vừa rồi thì chúng ta từ đường Nguyễn Hiền, đường chính của khu dân cư 91B, mình quẹo tay phải vào đường B22 và chạy lòng vòng một hồi. Bây giờ thì Tâm Tâm sẽ đi xuyên qua đường Nguyễn Hiền để mình đi qua hướng bên tay trái của đường Nguyễn Hiền xem như thế nào nha. Mình thấy thì nhà cửa ở đây, ngôi nhà nào thì nhà phố thì cũng nhìn cũng xinh xắn hết. Một số ngôi nhà thì nhìn cũng khá là lâu. Wow, chỗ này có một chiếc xe, mình sẽ chạy từ từ vào ha. Nhưng mà có một điều là đường này ở khu này á, thì những con đường khá là nhỏ, chỉ vừa cho hai chiếc xe ô tô chạy qua mặt nhau thôi. Ở đây thì nhà 2 tầng cũng có, nhà 3 tầng cũng có. Rồi xa xa thì mình thấy có một ngôi biệt thự nữa. Đó. Đa số thì những ngôi nhà nào mà được nằm ở ngoài đường trục chính á, thì sẽ kinh doanh, buôn bán. Mình quẹo qua hướng bên tay phải ha. Mình cứ chạy trong khu này thì mình cứ chạy ngẫu nhiên thôi. Mọi người sẽ được nhìn thấy những ngôi nhà ở đây nè, rồi phong cách kiến trúc ở đây cũng như là sinh hoạt dân cư nữa. Buổi chiều thì mình thấy bà con ra quét sân rồi dọn dẹp ở ngoài sân ha. Vừa chạy qua đây thì mình thấy là ngoài này xe đông hơn hẳn rồi ha. Ngoài đây là ngoài đường Nguyễn Hiền rồi. Mọi người nãy giờ có cảm thấy chóng mặt không? Tại vì mình chạy những cái con đường ở đây thì nó khá là giống nhau á, cho nên là nhìn thấy na ná nhau không à. Và ngoài này thì buổi sáng bán đồ ăn sáng nè, cà phê, rồi các cửa hàng kinh doanh, cũng như là có một số người sẽ bán hàng rong, rồi gom những cái như là chuối nè, khoai, rồi rau tập tàn ngồi bán ở trên vỉa hè nữa, thì giống như là một cái khu chợ vậy đó, nhưng mà không đông bằng chợ, nhưng mà nhìn cái khung cảnh nó rất là xôm tụ luôn. Ở đây mà nếu mà mình đi thẳng luôn á thì mình sẽ chạy ra được đường Trần Hoàng Na mới mở thông qua khu Hồng Phát luôn.
Nhưng mà Tâm Tâm sẽ tiếp tục quẹo vào trong này để xem những ngôi nhà ở đây nữa ha. Tại vì nãy giờ mình đi chỉ mới một phần nhỏ của khu dân cư 91B thôi. Và một điều mà Tâm Tâm thấy là những ngôi nhà, không phải là những ngôi nhà mà là những con đường ở đây thì có lai rai lác đác đậu những chiếc xe ô tô. Thì mình thấy được là cái độ giàu có của khu này ha. Bà con sinh sống ở đây thì đa số là những nhà khá giả thôi. Tới đây thì mình thấy một dãy nhà này, hai ngôi nhà đầu tiên thì nhìn không có mới lắm, nhưng mà những ngôi nhà sau đó thì giống như kiểu mới vừa xây dựng xong á. Mình chạy thẳng xuyên qua chỗ công viên này luôn. Bên tay trái của chúng ta là một cái giống như là sân bóng á, sân cầu lông. Còn bên tay phải là những dãy nhà ha. Chạy thẳng xuống dưới luôn là một cái chung cư. Mình sẽ cho mọi người nhìn cảnh của chung cư ở Việt Nam, Cần Thơ. Và cái chung cư này thì mình nghĩ là khá là lâu rồi ha. Nhìn bề ngoài, chung cư A4 nhìn có vẻ khá là cũ kỹ. Thì Tâm Tâm chạy xin qua đây xíu, mình đậu lại thì mình sẽ quay ở phía trước mặt. Bên tay trái cũng có một khu chung cư, sau lưng cũng có một khu mình vừa mới quay đó, thì mình sẽ ngừng lại để quay kỹ hơn cho mọi người xem ha. Bên này thì chung cư này sơn màu hồng, bên kia thì màu xanh. Đó, mọi người nhìn thấy là khá là cũ rồi ha. Phía sau đó còn một cái chung cư nữa kìa. Thì Tâm Tâm rất là thích làm những video chia sẻ về Cần Thơ, về phong cảnh, con người, cuộc sống Cần Thơ đến với tất cả mọi người, tất cả khán giả thân yêu của Tâm Tâm đó. Và cũng có rất là nhiều khán giả cũng yêu cầu Tâm Tâm là hãy quay chia sẻ review nhiều hơn về các cái khu dân cư cũng như là bất động sản ở Cần Thơ nữa. Bởi vậy là đó là lý do mà Tâm Tâm sẽ cố gắng thực hiện nhiều video như thế này hơn để chia sẻ tới tất cả mọi người. Tại vì ở Cần Thơ thì có rất là nhiều những khu dân cư, mấy chục khu dân cư luôn đó mọi người. Bây giờ thì mình bắt đầu mình tìm đường đi ra ha. Từ khu dân cư 91B mà mình đi qua đường Nguyễn Văn Cừ. Lúc trước thì chúng ta một là đi đường tắt ở trong hẻm, hai là mình sẽ đi đường theo Nguyễn Văn Linh quẹo xuống Nguyễn Văn Cừ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta còn có thể đi thêm một đường nữa là từ đường trong khu 91B là đường Nguyễn Hiền ha. Mình sẽ chạy thẳng ra và ngược theo cái hướng cổng lúc nãy mình đi vào đó, thì mình chạy thẳng xuống dưới là đường Trần Hoàng Na. Mình đi xuyên qua đường số 2 của khu dân cư Hồng Phát để mà mình đi xuống được đường Nguyễn Văn Cừ. Đó thì là cái bây giờ thì đường Trần Hoàng Na mở ra làm thông thoáng á, tạo ra nhiều con đường hơn để mình có thể đi dễ dàng hơn. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã ngắm nhìn rất là nhiều những ngôi nhà xinh đẹp cũng như là những con đường rất là đông đúc ở đây. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu để xem theo dõi video trên kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Tâm cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. Và xin chào, tạm biệt, bye bye. Cảm ơn cả nhà.